Các bạn ạ, lần đầu tiên mình đi xem một ngôi mộ. Ngôi mộ này là ngôi mộ ngược đời mọi người ạ. Thầy chỉ cho là không được hướng, mất không được hướng, thì bắt là gia chủ là quay cái phần mộ này này, quay cái phần mộ này thì đem đầu đi xuống dốc mà chân thì lại đi lên đỉnh đầu, lên đỉnh đồi mọi người ạ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhìn thấy phần mộ chôn ngược này là lần cái mộ thứ hai mà xem thấy như thế này. Đấy, đây là anh trai, đây là em trai, đằng kia là anh trai đấy. Thế đằng kia là chân đi đằng nào? Đấy, không có cái bia thì bác cũng không biết. Đằng kia chắc là chân xuống đây à? Chân vẫn như thế cả. Thế chắc làm như thế là phát à? Cùng không được hướng này này đều như thế cả. Con chào cha nhá. Ờ, đầu lên đồi. Ở đây thầy toàn đặt mộ cho đầu lên đồi mọi người. À nhầm, chân lên đồi, đầu xuống đất. Đầu xuống dốc thôi, không phải là đầu lên đồi. Cho đầu xuống dốc đấy mọi người ạ. Theo là đồi núi thì bảo là đầu xuống dốc thôi. Người ta thường nói từ các cụ ngày xưa có câu là đầu thì đạp núi, chân thì đạp thủy. Nhưng mà đằng này thì lại đầu thì đạp thủy, chân thì đạp núi. Trái ngược rồi cháu nhỉ. Trái ngược rồi, bị ngược rồi. Đây nha, đồi ở đây. Nhưng mà cho chân lên đây mọi người ạ. Đây là cánh đồng. Nhưng mà lại cho để đầu xuống đây. Đấy, đầu xuống đây và chân thì lại cho lên hướng này. Đấy, cho lên đỉnh đồi mọi người ạ. Thầy thật là giỏi. Đấy, cho hướng mộ là cho đầu lên đồi đây mọi người ạ. Cái này như này là ngược đời mà. Mà cái kia cũng thế. Nhưng mà ở đây còn có nào ở cái ở đồng như thế này không? Không. Ở đây cũng nhìn thấy hai cái mộ ở đồng cả cái hai anh em như thế này không? Nhảy nhiều mắc vào cái này là gãy răng đấy. Tí nó chọc vào chân nó đấy con ạ. Ô thế còn lấy ông gà, con gà là ra cúng à, thế cúng cái gì? Đã bảo lấy hai con gà rồi. Đây có rượu có cơm đây, xuống đây. Cháu là gì? Cháu là gì vậy? Đây mộ ngược đời đây. Thế là bà ơi, thầy ở đâu, thầy ở khu vực nào mà xem hướng mộ cho nhà mình? Thầy ở xã Trấn Yên. Thầy ở Trấn Yên à? Thầy ở Trấn Yên là thầy Lân, con bà Then Quế, cháu biết không? Ôi ôi. Con bà Then Quế. Thiên tai quê, nhưng mà đúng thật là bà ấy là bà tròn. Tên thật của bà ấy là bà tròn. Lần đầu tiên có cái mộ mà ngược đời thế này mọi người ạ. Bà tròn tang chứ. Bà tròn tang chứ. Bà tròn tang chứ.
lấy mấy bà yêu là chính tài quê. Nó không cháy ra được. Chiều qua tôi áo mà tao có cái là mùi khá bây giờ này. Nó chắc đi già rồi sốm rồi đâu đi gà, có đấy nghĩ gà toài ao thôi. Của mình thật là lo chứ lo, xuống bằng qua quá nào là ý nó lúc đầu mà nó thấy hàn màu dạo như thế này lo. Có cái cần chư chứ đấy. Có vẻ ấm hơn trong nhà nhiều. Chào mọi người nha. Mấy em lấy máy đi. Em đi xem xin máy xong đấy. Ao mà tông tôi cây gần này. Đi tùa quẳng em đi gà mà thăng đi gà đó bà. Đó bà lấy hai con gà. Ừ cho bà ra mộ lấy hai con gà nữa. Gà rồi nghĩ là cái tôi sắp xếp là phải thuấn rồi mới chắc cứ. Cái này mà trèo lên đồi như kia nhỉ. Đồi lấy gà nhỉ. Đồi lấy gà nhỉ. Thầy An thôi mà thử An đó. Cũng lên đồi chỗ phát phát. Cái đấy chấm trên mấy cái nhà kia này. Cái kia mà lên kia ơi mới xuống nhỉ. À mình không làm sai thì mình sợ gì anh. Ờ kệ chứ. Ờ đây là làm cho gia chủ như thế này thì không được. Tự dưng cái mộ lại đi làm à, ngược đời thế này thì không được. Ờ, cái này để thế này gia đình lục đục lắm. Ai lại để thủa đời để cái mộ đi quay ngược đời. Chân thì lên đồi mà đầu thì xuống đất, ruồng đầu thì xuống thấp thế này. Được mà. Ôi mà bà là cụ là người con trai của đấy. Cái lỗi gà ông mà tông cho cây coi đèn chụp nâng cả hưng mà ó má mà ngay. Chào mọi người nhá. Ờ, không sao đâu. Thích, bây giờ cái này không ở được thì chả phải bốc cái này trước chứ. Bây giờ đang cấp cứu thì chả phải bốc cái này trước ạ. Ờ đồng ý Ngọc ạ. Thầy đồng ý xem cho đấy. Thầy thầy thì không phải thầy ở Đồng Ý mà là người ở người đây là người phần mộ này là ở Đồng Ý mà thầy là thầy ở Trấn Yên đến xem hướng mộ là chết vào ngày này không được hướng mộ, thế là lấy đem cái chân lên thì chân thì lên đỉnh đồi, đầu thì đem xuống xuống dốc để đi đầu đi gội đầu, đang đứng theo kiểu gội đầu. Không biết tại vì không lộ đầu tạ sơn chân đạp thủy chứ. Ở đầu đầu tạ sơn chân đạp thủy là đúng theo của các cụ, nhưng mà đây thì lại đầu thì đạp thủy. Người ta phải đầu lên núi, đầu tựa núi, chân đạp thủy, mình đây lại đưa ngược đời. Đây nhá, mọi người nhá, đây long mạch của phần mộ đây. Đây đây là long mạch của phần mộ nhá mọi người nhá, đây. Và xuống đây nhưng mà cho lại cho đầu lên 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 trên mà chân thì lại đi xuống nước đây. Ngược đời lô, ngược đôi lô Ngọc ạ. À. Vâng. Cái bà này đang bảo thầy Ngọc là người yêu của Thắng đây này. Ôi ôi. Hai thầy thắng đây nhau. Ôi gia đình người ta lục đục lắm nên là mấy mấy ra đây. Hôm nay là đích thực ra đến thần phần mộ đây.
cái gì mà trai tân mà lấy vai càng người yếu. Thiên Ngọc đang nghe tiếng à? Chào mọi người nhá. Thật sự là buồn quá. Ôi, theo thầy làm này chỉ có bán nhà, bán cửa. Lúc xây con này, bà bố mẹ nặng xây này là nó đấy. Nhưng mà lúc nhỏ con ở đây ăn hủ tiếu là cũng vẫn nhỏ cả bạn ơi. Khó khăn nó bố liều nhỏ. Nhà cả xây khao toát con là nó đấy xây. Đúng rồi, làm ở Khuân Ngân này. Ở Khuân Ngân Ngọc ạ. Khuân Ngân. Không sáng đâu. Đẹp. Chào mọi người nhé.